Xin chào mọi người, mình là Thanh Sang đến từ phòng marketing. Tuần này, AN GIA SPORT không phải là năm tin như mọi khi, mà sẽ là một chiếc recap nho nhỏ ghi lại những khoảnh khắc chiến thắng chính mình tại sự kiện AN GIA SPORT đây vừa qua. Nào, cùng Sang hãy sống lại những phút giây Factory Jungle đầy máu lửa đó nha. Cái cuộc thi đua thật là hào hứng, thật là vui. Chúng ta có thể là hiểu nhau hơn, chúng ta gần nhau hơn, rồi đạt
chúng ta trong công việc, để chúng ta có thể chia sẻ phối hợp tốt hơn trong công việc ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh em, rồi chúc cho mọi người vui. Sau chuyến đi, Lộc nghĩ là không phải riêng Lộc đâu mà trong mỗi người luôn điều động lại, đó là một cái niềm vui, cái sự sảng khoái, những cái khoảnh khắc bên nhau và cái sự gắn kết trong đại gia đình An Gia. Mình cảm thấy rất là vui được quen với nhiều bạn bè và hiện tại thì đang rất là nhiều năng lượng để sắp tới có thể là làm việc thật là tốt hơn, hăng say hơn. Cảm giác của em như là mình như là một con hổ được chuẩn bị về rừng vậy đó. Em phải cảm ơn tới ban lãnh đạo bên tổ chức của chương trình đã tạo ra cho chúng em một sân chơi rất là bổ ích và thật là nhiều ý nghĩa. Thực sự là em thấy rất là cảm động với chương trình này. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều.